Cũng trong sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ tại quận Ngũ Hành Sơn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đến dự. Theo quyết định công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy phân công điều động bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Hội đồng Nhân dân thành phố và giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Phân công luân chuyển bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, đến nhận công tác tại quận ủy Ngũ Hành Sơn. Chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy và Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng bà Nguyễn Thị Anh Thi và Cao Thị Huyền Trân được tín nhiệm giao giữ trọng trách mới, đồng thời đánh giá cao năng lực và những đóng góp của cả hai trong quá trình công tác ở nhiều vị trí khác nhau. Đề nghị bà Nguyễn Thị Anh Thi và Cao Thị Huyền Trân tiếp tục phát huy sở trường, kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.